Giờ chạy không nhanh là tại vì cái nhông không có cái nhông các bạn, máy cắt không kịp. Nhông này 17, 18, 2 với cái nhông trống, không biết cái nhông trống nhiêu mà chạy chậm lắm các bạn. Con này đổi chân nha các bạn, con này lên chân nha. Con này chạy xích 54, 5 thắt chữ của Ngân Mai, cách 850 á. Thì xích này không có gai cao, xích này gai chung, thì xích này cũng còn mới. Thì xích này 70 nhưng mà có đổi chân lên rồi. Để chạy đi lầy rồi đó anh em. Đây chừng 70 có bánh giữa rồi nè, nè thấy không? Con này đang chạy bơm số của thằng IH850 ha. Thì bên đây người ta có nhận đấu bơm số luôn nha các bạn ơi. Thì đợi chút xíu mình quay cho anh em coi tại vì anh em đang làm. Đây bơm số của IH850 nha. Nó có xịn nha anh em. Con này thì chạy tốc độ rất là ghê nhưng mà tại vì sáng giờ nó cũng là cắt không có ấy. Bơm số này nhưng mà thật sự bơm số của thằng này IH850 nhưng mà dạng là 850 mấy chút các bạn. Anh em nào mà biết về máy cút thì số lượng máy này thì chạy cơ không chạy điện nha. Thì bơm số ấy. Con này thì 70 thì chạy hàm 95. Động cơ thì xài động cơ 4T100 của thằng Nhật Nga nha các bạn. Chơi mới giữ nha, đường bận gì cũng còn tiền lắm nha. Anh em đang
20 số đồ đang chạy vô tốc độ lên. Con này cặp đà luôn trời. Đưa kéo qua đi nó ra. Máy này còn đẹp lắm anh ạ. Yêu lắm được. Tôi quay cho anh em xem xét này nó có cái hàm số trong này. Đó mà. 4 cây này 100. Con này như kích thước tối đa là 2.800 vòng lần nha. 200 trên phút nha. Rồi đưa anh về. Giờ nhìn heo được tưởng không? Anh đang thấy rồi. 4T8 nó lớn hơn động cơ 4T98 tay đấu đấu nền này các bạn, nền máy á. Này của thợ thầy đâu làm. Cái này là gọi là bơm số của thằng máy tuốt. Các bạn có hộp số này nhìn nó lực lưỡng lắm nha anh em. Nhưng mà này nó hơi kẹt các bạn ơi. Số này nó ghê lắm. Mà đó giờ cũng mới gặp luôn nha anh em. Ở này đấu là không có điện luôn anh, đấu này đấu cơ luôn phải không? Đấu cơ. Cơ không các bạn. Để mình quay cho anh em coi trong xương này tại máy nó ra đồng dính sình các bạn ơi. Đây hộp số nè anh em. Bơm gì nói chung là ở đây người ta mở ra luôn nha các bạn. Ta gắn người ta mở luôn. Và đấu này không xài điện nha, thì đấu cơ. Thì đấu làm sao thì không biết luôn nha. Ở đây ta lãnh đấu luôn, anh em nào đấu thì liên hệ. Với mình ha. Thì bơm số máy tuốt nhìn nó lực lưỡng lắm nha các bạn. Đây, đấu cơ không điện. Một số anh em thì sợ đấu bơm số của con này vô thì nó điện thì nó hư. Con này đấu cơ không điện nha các bạn. Chạy dây tâm là 3 dây. Thì 69 của 100 luôn nha anh em. Đây, xích thì xích 54 mắc 50 của con này H850 ha. Máy thì máy 70, chị hàm 95, chị sẽ chú cơ. Ghê gớm hả? Rất là ghê gớm, máy này thì được chống chảy quay cho anh em coi. Dạ nó. Ok. Đây hộp số anh em, bên đây nhìn qua thì nói chung là rất là tự anh em, hộp số này kinh thi đồng đề. Anh em thấy không nè. Hộp số nó to. Cái phải chống này nói chung là làm nó cũng thấy nó, cái máy này đấu vô thấy cũng đơn giản các bạn. Là nói chung là không có xài điện gì trong cái hộp số này hết. Chị dẫn bánh tế bánh dè, bên cần thì dẫn xài như của bên xa dẫn xài như của 70 ha. Pulley này chạy 3 gắn. Này thấy không? Chị tâm đó thì tắt 6. Này tắt 25 mà. Tắt của đúng rồi, tắt 25. Gì đây. Thì anh em nào cần thì liên hệ á, thì anh em nào đấu rất là rẻ ha. Tầm 4 mấy triệu thôi nha anh em. Tao bao anh em đấu số má đấu bố hết nha các bạn. Nhưng mà bây giờ không biết còn được mấy hộp để đấu cho anh em nữa đây. Anh em nào nhanh thì còn mấy hết ha. Hộp số này nói chung anh em chạy là ok luôn các bạn. Đó giờ quay thì người ta cũng lên số 100 rồi nhiều á. Bữa nay quay cho anh em coi lên bơm số H850. Máy tuốt ha, rất là tưởng hộp số rất là bự, rất là to luôn. Bơm bọng gì vậy trái tới với dê bình thường thì được gặp xích 54 luôn nghe nè. Tại dưới chân này có đôn để hàm 95. Em đang tháo vô đồ để chạy tốc độ cho anh em coi ha. Tại sáng giờ đồ nó chưa chỉnh các bạn ơi. Mới binh lên người ra đồng chạy chưa chỉnh, đang sửa xương xương rồi. Số
bởi vì camera nó không đẹp anh em không cảm ha. Thì dòng mã 82 và đầu 4T98, còn trước 70 thì đầu 4T100 turbo ha, công suất lớn. Rồi, giờ anh em. Chữ Thái, con này là dán hiêm, này là của anh em tên Thành Lỵ 67D1 tốc độ Mãi Đỉnh, cái này không thì